theo các nhà phân tích đầu tư công nghệ tại Megabank Morgan Stanley, kính AR của Apple có thể sắp được tiết lộ lớn. Trong một báo cáo gửi cho các nhà đầu tư, nhóm của họ đã ghi nhận một số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế tương tự như đã thấy trước khi Apple Watch ra mắt năm 2014. Cho thấy rằng công ty Cupertino đang chuẩn bị giới thiệu thiết bị đeo thực tế tăng cường cho công chúng. Các nhà phân tích cho biết sự to lớn của thách thức kỹ thuật nén pin kéo dài cả ngày, 5 giờ. Máy tính, máy ảnh, lidar, máy chiếu và ống kính dẫn sóng vào một cặp kính nhẹ, hấp dẫn thật khó để nói quá. Nhưng chúng tôi đang tiến gần đến việc cất cánh. Việc Apple gia nhập thị trường kính mắt sẽ là người thay đổi cuộc chơi cho tất cả những người tham gia khi công nghệ được bình thường hóa và phổ biến. Danh mục bằng sáng chế của Apple đang bắt đầu phản ánh khoảng thời gian trước khi ra mắt đồng hồ. Ngân hàng đầu tư cho biết, Apple có một lịch sử lâu dài trong việc phá vỡ các thị trường mới và cuối cùng là phát triển quy mô thị trường có thể giải quyết vượt xa kỳ vọng ban đầu. Lon Windows kính AR của Apple cũng được cho là sẽ được bổ sung sau khi phát hành tai nghe Apple VR, dự kiến sẽ phủ dữ liệu ngữ cảnh và thông báo lên thấu kính. Trước đây, chúng ta đã từng chứng kiến những nỗ lực tương tự từ chiếc kính xấu số của Google đến kính Snapchat và gần đây hơn là sự hợp tác của Facebook với Ray-Ban cho kính thông minh Story. Tuy nhiên, các tin đồn cho thấy việc triển khai của Apple có tham vọng hơn là chỉ đơn giản là phát lại âm thanh và quay video. Với chiếc kính dự kiến cung cấp thông tin được đồng bộ hóa từ một thiết bị di động đi kèm và bao gồm các chi tiết thông minh dựa trên vị trí, lịch, sở thích của bạn và hơn thế nữa. Vì vậy, khi nào chúng ta có thể mong đợi để nhìn thấy kính được tiết lộ? Tiền tương đối an toàn sẽ được ra mắt tại WWDC 2022 vào quý 2 năm sau. Nhưng với việc thế giới vẫn quay cuồng với những ảnh hưởng của COVID-19, điều đó có thể khiến bạn cảm thấy đầy tham vọng. Bất chấp điều đó, việc tiết lộ WWDC vẫn có thể xảy ra nếu một khoảng thời gian kéo dài trước khi bản phát hành dành cho người tiêu dùng nói chung có liên quan. Nó sẽ giúp đội quân các nhà phát triển bên thứ ba của Apple bắt đầu tham gia vào sản phẩm. Và nếu App Store là một ví dụ điển hình, hệ sinh thái hỗ trợ phần mềm cho một phần cứng càng lớn thì cơ hội thành công chính thống của nó càng lớn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.